Sau khi mùa dịch trôi qua, hiện giờ tôi đang bị thất nghiệp. Tôi phải quay trở về nhà và chịu những lời mắng nhiếc từ ba mẹ tôi. Sau một vài ngày suy nghĩ thì tôi quyết định không ăn bám ba mẹ tôi nữa. Tôi sang ăn bám ông bà tôi. Đùa thôi, tôi đã lên kế hoạch về công việc tương lai của mình. Và tôi quyết định làm một công việc có ý nghĩa và đem lại giá trị cho xã hội. Tôi đã thành lập công ty diệt côn trùng. Mặc dù rất sợ côn trùng nhưng mà tôi quyết định phải làm công việc này. Vì này hòa bình thế giới. Hôm nay tôi có một bản nhiệm vụ mà ông chủ đã giao lại cho tôi. Vậy đi này. Này, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là phải diệt những con nhện. Tôi đã nghe tiếng những con nhện đâu đây. Thực hiện đi. Ôi ôi. Ủa đây rồi. Chạy. Mày đi. Mày đi. À. Tôi chạy con. Mày. Sợ thế. Tôi vừa tìm được một cái máy tìm nhện. Nhện đâu rồi? Cái máy vô dụng này. Các bạn có thể không tin nhưng mà những con nhện vừa xô ngã cái tivi này thật là kinh khủng. À, tôi thấy ở đây một con bò. Ui. Ow. Tôi mới phát hiện là chủ nhà này cất giấu một lượng vũ khí rất lớn. Tôi có nên báo công an hay không? Nếu mà tôi báo công an thì chủ nhà sẽ bị bắt và tôi sẽ chẳng được mẹ lợi ích gì cả. Cho nên tôi quyết định là tôi sẽ chôn số vũ khí này. Chôn số vũ khí này đem về làm của riêng. Tôi vừa nhặt được một bình xăng lửa. Chủ nhà này có rất nhiều vũ khí, thật là kinh khủng. Tôi nghĩ nó nấp trong thùng đàn này. Tôi phải thiêu rụi cái đàn này. Ra đi. Cho xin một subscribe nhá.